Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tin mới. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, tình hình thế giới đang diễn biến với nhiều vấn đề vô cùng phức tạp. Bởi thế, việc xây dựng lực lượng an ninh quốc phòng vững mạnh là điều mang tính cấp thiết nhằm giữ vững chủ quyền nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ 10 năm trở lại đây, quân đội Việt Nam đã có những bước phát triển mới khá thần tốc khi được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có thể kể đến như tàu ngầm lớp Kilo 636 hiện đại hàng đầu thế giới của lực lượng Hải quân Nhân dân. Bên cạnh đó, mới đây nhất, có thông tin cho rằng Việt Nam rất có thể sẽ mua Su-57 tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5, cũng là thế hệ mới nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, để bổ sung cho quân chủng phòng không không quân, một thông tin khá tích cực phải không ạ? Thực hư như thế nào, khả năng tác chiến của chiến đấu cơ đầy uy lực ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Su-57 là tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 đầu tiên phục vụ trong không quân Nga do văn phòng Sukhoi thiết kế. Chiến đấu cơ này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010 và được thử nghiệm thành công trong điều kiện tác chiến tại chiến trường Syria. Tuy nhiên, cho đến nay, tiêm kích này vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều khách hàng. Bởi vậy, Moscow đã có quyết định nâng cấp để chúng có thể cạnh tranh được với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-35 và F-22, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025. Các nâng cấp mới sẽ bao gồm động cơ mới, cải tiến buồng lái, đồng thời trang bị hệ thống điện tử hàng không tân tiến nhất. Nói thêm về Su-57, đây là dòng chiến đấu cơ tàng hình hạng nặng hai động cơ đa nhiệm vụ, được trang bị tên lửa tầm xa R-37 có tầm bắn lên đến 400 km, tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47M2 đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hiệu quả hơn nhiều so với các tên lửa Scud cũ của Việt Nam, có khả năng đáp ứng tốt trong thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt biển. Ngay cả những tàu sân bay lớn nhất cũng sẽ bị triệt hạ chỉ bằng một đòn tấn công. Ở thời điểm hiện tại, Su-57 đang được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AL-41F1. Trong tương lai gần, sẽ có sự thay đổi sang động cơ sản phẩm 30 với một bản thiết kế hoàn toàn mới. Nhờ có thiết kế khí động học cải tiến mà Su-57 dù không cần bật chế độ đốt sau nhưng vẫn có thể hành trình với tốc độ lên tới Mach 2, đạt tầm bay đến 3.500 km. Khả năng cơ động cùng với độ chính xác cao khiến cho Su-57 vô cùng nguy hiểm và thực tế là sẽ không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của địch. Chúng được sản xuất với mục tiêu nâng cao đáng kể năng lực của lực lượng không quân Nga, sau đó sẽ dần thay thế các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như Su-27 và MiG-29 hiện đang được biên chế trong quân đội Nga. Như vậy, một lần nữa có thể khẳng định được rằng Su-57 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như có radar và hệ thống phòng hộ mạnh, khả năng tàng hình tương đối tốt, mang được lượng vũ khí lớn và đa dạng. Quan trọng nhất là giá cả lại được đánh giá là hợp lý so với những dòng tiêm kích tàng hình cùng loại do phương Tây sản xuất. Với những tính năng độc đáo cùng hiệu suất chiến đấu đầy uy lực, dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 xứng đáng được coi là niềm mơ ước của lực lượng không quân nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tiêm kích này đã chính thức được Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng đặt mua. Không quân Nga đã nhận chiếc đầu tiên vào năm 2020, dự kiến sẽ nhận đủ 24 chiếc vào cuối năm 2024. Đến năm 2028, dự kiến sẽ có khoảng 78 chiếc trong đội hình lực lượng không quân vũ trụ Nga. Không chỉ trang bị cho lực lượng không quân của mình, Nga còn chào bán và xuất khẩu ra nước ngoài dòng tiêm kích này. Dự kiến, theo kế hoạch, động cơ của Su-57 mới sẽ được hoàn thiện toàn bộ vào năm 2022. Đầu năm nay, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga tuyên bố rằng Su-57 đã thu hút được sự quan tâm cao của nhiều quốc gia. Đã xuất hiện những phân tích cho thấy rất có thể Việt Nam ta là một trong những khách hàng tiềm năng đó. Cụ thể, trong dự báo triển vọng của Su-57 do Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga ấn hành, có dự đoán không quân Việt Nam có khả năng sẽ mua từ 12 đến 24 chiếc tiêm kích này trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035. Các bạn thì nghĩ như thế nào về điều này? Có lý do gì khiến cho trung tâm phân tích trên đưa ra được dự đoán đó? Comment chia sẻ ý kiến của các bạn ngay dưới video này. Sau đó thì cùng nghe những phân tích của chúng mình ở phần tiếp theo để xem là chúng ta có cùng quan điểm không nhé. Theo tin mới, trong nhiều thập kỷ tới, vũ khí Nga vẫn đóng vai trò chủ đạo trong danh sách mua sắm những trang vũ khí, thiết bị nòng cốt của quân đội Việt Nam do hội tụ đủ các yếu tố bao gồm chất lượng tốt, sử dụng bền, dễ vận hành, giá cả phải chăng và đặc biệt là Việt Nam đã quen sử dụng dễ dàng hơn trong xây dựng nghệ thuật cũng như phương án tác chiến hợp lý dựa trên những loại vũ khí này.
Vậy nên với một vũ khí hiện đại uy lực như Su-57, việc không quân Việt Nam quan tâm tới chiến đấu cơ này là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, phải nhắc lại rằng, dự đoán của Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga đó là Việt Nam sẽ mua Su-57 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035, thời điểm này thực tế là phù hợp. Lý do đầu tiên, theo nhiều đánh giá, nhờ được trang bị hệ thống radar mạnh cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt vời, bên cạnh đó giá cả cũng là một lợi thế rất lớn khi có thể khẳng định đây là loại tiêm kích thế hệ thứ 5 rẻ nhất hiện nay. Với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh, trong vòng 10 năm tới, nước ta chắc chắn sẽ có tiềm lực và nguồn ngân sách dồi dào hơn, phù hợp để mua chiến đấu cơ Su-57, góp phần tăng cường hơn nữa về mặt sức mạnh quốc phòng. Lý do thứ hai, đến năm 2025, quân đội ta được xác định cơ bản xây dựng lực lượng tinh gọn, mạnh mẽ, tạo cơ sở vững chắc để đến năm 2030 sẽ xây dựng được lực lượng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy và tinh nhuệ. Quân đội hiện đại yêu cầu cần thiết là đồng bộ cả về mặt nhân lực, đảm bảo có đủ trình độ tác chiến, song song với đó là vũ khí trang bị phải tối tân, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Su-57 được đánh giá là phù hợp. Lý do thứ ba, trong khu vực hiện nay duy chỉ có Trung Quốc đang sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Thế nhưng so với mặt uy lực thì chiến đấu cơ này hoàn toàn kém hơn, nhất là khả năng cơ động, khi mà J-20 này vẫn đang sử dụng động cơ dùng cho Su-30 của Nga. Vậy nên quyết định mua Su-57 sẽ giúp cho không quân Việt Nam sở hữu vũ khí lợi hại nhất, trở thành một trong những lực lượng mạnh nhất trong khu vực, từ đó gia tăng đáng kể về sức mạnh quân sự nói chung cũng như khả năng phòng thủ nói riêng. Lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng có một tin vui dành cho Việt Nam, khi mới đây, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết có rất nhiều quốc gia đang dành sự quan tâm tới loại máy bay Su-57 này. Mối quan tâm đó đã được tăng lên đều đặn hơn khi quân đội Nga chính thức đưa chúng vào biên chế sử dụng. Bộ Quốc phòng cùng với cơ quan thiết kế Sukhoi đã lên kế hoạch phát triển thêm Su-57 phiên bản 2 chỗ ngồi để tăng cường xuất khẩu cho mẫu máy bay này. Su-57 đã hiện đại, nay còn có thêm phiên bản mới 2 chỗ ngồi. Phương án này được cho là rất phù hợp với lực lượng không quân Việt Nam, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, nước ta đang có kinh nghiệm khai thác rất tốt và hiệu quả tiêm kích đa năng Su-30 MK2 với 2 phi công. Định hướng chiến lược của quân đội ta đang là xây dựng 3 trung đoàn không quân tiêm kích đa năng Su-30 MK2 với tổng cộng là 36 chiếc. Với định hướng này, trong tương lai chắc chắn quá trình thích ứng cũng như đào tạo, những phương án tác chiến phù hợp với Su-57 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc Nga lựa chọn đưa Su-57 vào sản xuất số lượng lớn là minh chứng hùng hồn cho tương lai tươi sáng của dòng máy bay này. Điều này cũng như một tín hiệu gửi đến các khách hàng không quân Nga đã trang bị thì hãy cứ yên tâm lựa chọn, bởi chắc chắn giá thành sẽ giảm. Đồng thời, nguồn cung về mặt phụ tùng dự trữ cùng với các dịch vụ sau bán hàng cũng sẽ không bị gián đoạn. Thêm vào đó là một phiên bản mới với 2 người lái. Điều này sẽ giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nghệ thuật tác chiến và đặc biệt là yếu tố ngân sách của mình. Để chế tạo được một phiên bản mới đòi hỏi ít nhất là 3 năm, 5 năm thậm chí có thể là khoảng thời gian lâu hơn thế. Tuy nhiên, nếu như mọi kế hoạch suôn sẻ, năm 2030 chắc chắn Su-57 mới sẽ ra đời, trùng với giai đoạn lực lượng quân đội nhân dân cách mạng chính quy và tinh nhuệ. Bởi vậy, thời điểm này, việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là chờ đợi. Chắc chắn chính phủ ta sẽ có những phương án tối ưu và phù hợp nhất với bối cảnh và tình hình nước nhà. Các bạn thân mến, các bạn suy nghĩ như thế nào về những nhận định trên của tin mới? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment ngay dưới video này nhé! Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, khí tài, vào tháng trước tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Moscow năm 2021, nó cũng mới cho ra mắt một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới là Su-75 Checkmate. Được biết đây là tiêm kích hạng nhẹ, gồm một động cơ có công nghệ tàng hình tiên tiến hơn so với tiêm kích hạng nặng Su-57. Su-75 Checkmate có vùng phản xạ radar thấp, cải thiện đáng kể về khả năng cơ động và sử dụng thêm các yếu tố trí tuệ nhân tạo. Trọng tải tối đa vượt quá 7 tấn, tốc độ tối đa sẽ đạt gấp đôi tốc độ âm thanh. Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga đã nói rằng Trung Đông, Bắc Phi cũng như các nước Đông Nam Á có thể sẽ rất quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate này. Đây hứa hẹn sẽ là loại chiến đấu cơ nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Một trong những yếu tố khiến máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ Su-75 Checkmate nâng cao khả năng cạnh tranh hơn so với nhiều loại, đó là về mặt giá thành, giá rẻ là một trong những yếu tố lợi thế nhất của dòng này. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự hiện nay, để tiết kiệm chi phí, các quốc gia mong muốn loại chiến đấu cơ rẻ hơn tương tự như Su-75 Checkmate.
Tuy nhiên, để tăng thêm khả năng chiến đấu của lực lượng không quân, cần thiết phải có những máy bay chiến đấu hàng đầu như Su-57 phối hợp với Su-75 Checkmate sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, tác chiến theo chiến thuật xa gần, cao thấp sao cho phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Theo kênh truyền hình Mela Defense, Algeria sẽ trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57E, tức là bản xuất khẩu của Nga. Hợp đồng mua bán gồm 14 máy bay Su-57E, 14 tiêm kích đa nhiệm Su-35 và 14 tiêm kích bom Su-34 đã được hai nước hoàn thành ký kết. Vậy là đã chính thức có vị khách hàng đầu tiên. Rất hy vọng Việt Nam chúng ta sẽ sớm trở thành một trong những vị khách tiếp theo của dòng chiến đấu cơ tối tân đầy uy lực này. Quý vị và các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ như thế nào với những thông tin trên? Để lại comment ngay dưới video, chia sẻ cảm nhận cho chúng mình nhé. Đồng thời cũng đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.